Xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Duy Khải ở video này thì Khải sẽ ép là lần phôi tím 4 dòng hỏi nè, kiếm phong thủ lý thì giam chậm như nè. Khải ép mà nôn ghê, ép công thức y như nón sao xịt được. Đúng rồi nè, ép như công thức y xin nón sao xịt được. Nhưng mà lần này với cái đai lưng thì theo Khải biết thì đai lưng nó khó hơn nè. Chắc là full thôi nè, Khải cứ full thôi nè mọi người. Chứ đỡ mình như cái nón thì đơn giản quá. Như cái nón thì vài viên thì tin thì đơn giản quá. Ok. Khải đi lấy phôi, đây lấy dương. Bữa mình ép cái nón này ở đâu ta? Bữa ép nón ở đây lấy đúng không ta? Lấy thằng dương ta. Dương. Rồi, đốt con em ơi. Dòng sinh lực. Ok, khai rút dòng sinh lực. Má như anh em bảo. Tép mấy cái nào cười cười đúng không? Như nón nó chằng lan chằng lưa ấy, em có cái nón xấu này nay có test nó không test chi, ý là coi nghiên cứu. Ok, 18 mình cũng viên. Ok, rút 2 khảm 3 anh em, cứ như cũ thôi anh em, dùng sinh lực đúng không kìa? Sinh lực. Lại. Kim không kìa? Được 1 2 hả? Hả? Cái gì 1 2? Cái dòng sinh lực thì 1-1 để rút 1-2 bút viên. Rồi khảm 3 á. Khảm 1-3 bút viên cho nó lên chút cũng được. 4 bút viên cũng được. Dòng sinh lực mà. Rồi anh em, khốn thật, thuộc tính hiện 1. Rút 2 bút viên anh em. Sinh lực 150 nè. Thêm 2 bình hữu viên tiểu nữa cho nó đẹp trai anh em. Không được đâu. Còn thực ra phần trọng máy mình. Thêm đi. Thế hai bên phụ viên tiểu chứ em. Lộn ghẻ tối nó tí. Sinh lực nè. Phải tiếng mà đúng bài rồi. Nó rớt chịu cái giờ biết làm sao anh. Sinh lực nội lực mà rồi. Hai bên phụ viên đại nè. Hôm mấy hôm trước là mình ép mình rút 2 viên hai bên phụ viên đại, mình khảm 3 bên phụ viên đại là lên 18 19 lít rồi nè. Còn biết lần này thì Khải bỏ thêm 2 bên phụ viên thì phẩm chất cao không nha nè. Nói chung là làm gì làm cứ chờ cái phẩm chất 5 nào được nè. Chờ phẩm chất 5 nào là được. Phòng sinh lực lực chờ phẩm chất 5 nào là được. Trời ơi, đủ má, một trong năm luôn kìa, không được rồi, không được rồi. Đồ sao lạ vậy ta? Bỏ cái tiểu rồi. Trời ơi, lượm tiền nữa rồi. Áo thiệt, nói chung là dòng 1 là lên rồi, không xuống được. Nhưng mà cái vấn đề là nó được 17 thì không, 18 thì không. Cứ trải nghiệm thôi nè. Hiện tại cái đai lưng này 4 dòng thì nó khá bình thường, sau này kiếm đai lưng 6 dòng sẽ cắt nè. Lúc này cái chất nghiệm hiện tại bây giờ như Khải là Khải không muốn ép hiện tinh không, Khải không muốn ép cái phẩm chất 5 này. Nhưng mà thôi, thử đi. Ngại gì anh em, ngại gì vết bẩn anh em. Đó, độ này thì nhận đưa thêm 2 viên tiểu vô thấy sắp mặt liền nè. Thì muốn chất anh thì bỏ thêm viên thủy tinh. Thôi bỏ thêm viên thủy tinh đi, thôi khỏi đi dùng 1 thủy tinh phí quá. Dùng 1 thủy tinh phí lắm anh em ơi. Chắc chắn là lên rồi, biết bao nhiêu rồi. Dùng 1 phí lắm. Đó, 180 ok chưa. Rồi, tiếp tục dùng lần chậm anh em. Làm nhiêu đó rồi. Nói chung là dòng đó được rồi. Làm chậm nha em. Làm chậm thì Khải sẽ hút hiện tinh 1, đập hiện tinh 3. Khải sẽ hút là mấy phụ viên ta? 2 phụ viên 1 thủy tinh hả? 2 phụ viên 1 thủy tinh đi, cái nên không ta? Thôi khỏi đợi lúc đập phụ thủy tinh đi. Hút mấy phụ viên ta? 1, 2, hút 2 phụ viên đi. Hồi bữa hút dòng làm chậm mấy phụ viên ta? Như là 1, 2, 3. Thôi, dòng làm chậm Khải hút 2 phút viên, 1 thủy tinh đi. 2 phút viên, 1 thủy tinh. Hiện tinh máy ta, nên đập hiện tinh 3 không ta? Dùng làm chậm, viên, 1 thủy tinh. Ok, theo bạn nghĩ là dùng làm chậm là hút 1 thủy tinh đi. Đúng rồi, 18, 19 là bình thường rồi nè. Chứ đỡ mà mát thì mình sẽ bỏ rất là nhiều cái thủy tinh này nọ vào, nó rất là tốn rồi nè. Rồi, dùng ấn 1 nè. Dòng ấn 1 Khải ép làm chậm 40 nha Nam. Khải sẽ bỏ 2 phút viên, 2 phút viên đại và 1 viên lam thủy tinh để lấy phẩm chất cao. Hay là mình đập viên 3 nè em ơi. Cái dòng làm chậm này mình không thể tiết được. Mình đập viên 3 đi. Mình không đập 1 nữa nè em ơi. Mình đập 3 đi. Đập hiện tinh 3. Rút hiện tinh 3, đập hiện tinh 3. Cho tiết cái viên hiện tinh không có thua nè em ơi. Đừng có tiết, đúng rồi. Đừng có tiết, dòng làm chậm quan trọng đừng có tiết. Rồi. Nhiều khi huyền tinh 3G mua rồi huyền tinh 1 vậy hả? Ừ.
Tinh một hiếm quá. Tinh một cái F3 với dòng sinh lực lượng hết hiếm nhất lắm nè. Anh em xem đúng cho anh em ơi. Ấn 540 này. Hiện tinh 3. Rồi ấn 1 hỏa, 1 thủy tinh, 2 vũ duyên. Rồi, cố gắng phẩm chất 7-8 là easy nè. Ok, phẩm chất 7 rồi. Phẩm chất 7 này thì chắc là Khải ép này 1 thủy tinh. Như lại 1 thủy tinh, như lại 3 vũ duyên là lên chắc rồi nè mà. 1 thủy tinh, 3 vũ duyên lên chắc như là 140 rồi. 1 thủy tinh, tiếp tục vũ duyên hiện tinh 3. Một phiên đại hai thì tinh, ok. Tiếp tục khám. Làm chậm nha anh em, dòng chậm ấn 1 thì Khải nghĩ nó dở lên thôi, không phải khó đâu. Tại vì mấy cái dòng hiện 1 ấn 1 á thì cứ auto một viên thì tinh thì Khải thấy nó có thể lên được cũng khá là đẹp này. Rồi, nón này đợi ép phòng thủ thiên tinh. Phòng chất 7. 7 là Khải tự làm chậm. Khải sẽ cho viên một viên tử và hai ba bình phục viên, một viên tử ba bình phục viên, lấy dòng làm chậm nha nè, làm chậm 40 nha nè. Hay là full phục viên, full phục viên, rồi còn Khải còn phục viên không ta? 2, 3, 4 full phục viên này, Khải còn phục viên mà ngại gì? Full phục viên, một thủy tinh cho nó chắc nha em, đó. Không có tiếc, nói chung là dòng này là làm chậm quan trọng mà. Nếu mà ra 30, quất luôn cái đạn, mất luôn cái đài nè. Mấy dòng này mình cảm giác nó khá là quan trọng. Hình tinh làm chậm chốc 7. Hãy sẽ đỡ là phun thuộc viên, một viên tử nữa nè. Làm chậm này không nên tiếc nè mà. Phun thuộc viên, một viên tử. Đó, ok chưa? Đài này hiện tinh 3. Nói chung là hiện tinh 3 nhiều khi cảm giác nó dở mua hơn hiện tinh 1 này. Hiện tinh 1 2 mua không có nè em ơi. Rồi, chạm 40 đây. Tiếp tục dòng nội lực. Rồi, chạm 40 rồi nè. Rồi, ok chưa? Tiếp tục đi. Thì tinh này còn nhiều nè, không có tiếc. Rồi, dòng nội lực nè. Hiện 2 đâu? Nội lực hiện 2. Hiện tinh 4, 6 thị tinh, phẩm chất 8 là 25. Hiện tinh 4 server không có hiện tinh mà, không có hiện tinh 4 hiện hòn ơi. Nếu mà có hiện tinh 4 đập lên khổ lắm anh em ơi, không hiện tinh 4. Người ta còn có vài dân 3 à. Lấy dần nội lực nha anh em. Độ hiện 2. Rồi hút 2, cứ như cũ anh em, hút 2. Hút 2 đập 3 kèm viên thị tinh này cho chắc. Nội lực này, hiện tinh 1, hiện 2. Bỏ máu hay mana không được, bỏ máu hay mana không được. Rồi, lại phẩm chất 5 nữa, á đồ. Như nhỏ ơi, toàn 5 vãi liền. Giờ em nói nay em còn sẽ có một dòng rớt sinh lực nội lực. Nếu mà nay đưa hết hai cái dòng sinh lực nội lực lên mát luôn á, là mất cái dòng kia dở rụng lắm à. Trời đất ơi, ảo dữ ta. Thì anh đập vào hai thủy tinh vào. Trời ơi, cái gì ảo vậy? Vô kim. Cái dòng này phẩm chất 5 cho luôn đúng không? Vô một viên thị tinh. Vô một viên thị tinh. 3 đại 4 tiểu, ok. Vô một viên thị tinh. 3 đại 4 tiểu, ok anh. Vô kim vậy ơi. Chào anh. Hiện tinh 1 này, phẩm chất 5 này. Dòng nội lực nha nam. 3 đài 4 tiểu, ok. 1 thủy tinh 4 tiểu. Tính để về ô đầu tiên anh Hải. Ô đến cung đầu tiên. Ok. Để dài gì? Sao lồng ngược dưới ta? Sao? Lấy lồng ngược lên kiểu dưỡng. Hả? Để ba bên đài lên rồi ba bên tiểu ở dưới. Ok, cho nó đẹp đẹp rồi hình tí nè. Thưa bọn đẹp nó phải để thủy tinh ưu đầu tiên nha. Ok chưa? Đậu xanh nó ra anh em bay nữa, chịu luôn á nè. Đậu không bước cũng ướt à. Hả? Để đâu cũng ướt à. À, được, 198, được, được, được. Được, hợp lấy. Đôn đệt, đôn đệt em. Được, hợp lấy, hợp lấy.
mua thêm 2 viên tự tin đi anh. Đồ không ai bán. Hôm trước cái đọc kiểu này lên nón 25 là khả đỏ 3 viên lục, 3 viên lam, 2 viên đại lên nón 25. Mà dòng 1 luôn nha. Đó. Còn hút thì lúc đó Khải Úc có 4 thị tinh rồi. 4 viên đại là Khải phần chất 8 rồi. Ờ đâu hồi đó phần chất 8 cũng ghẹ. 2 thị tinh, 2 viên là phần chất 8 rồi. Còn lần này nếu mà tính kiểu full thị tinh thì đang thiếu thị tinh em. Hôm nay phải mua 2 bên thì 2 cục thị tinh nữa là ok nha. Nếu anh em thích kiểu full thị tinh thì Khải sẽ mua 2 cục thị tinh nữa. Hôm nay chưa dám chắc lắm nè. Đập vô quan trọng phần chất 8. Cái thứ hai phải phun thị tinh. Ok em ơi, ok em ơi, hiểu. Để mua thị tinh này em ơi, thiếu thị tinh này em ơi. Giờ để danh tử đập cuối cùng hay là sao anh em? Hay là thị tinh nào như thị tinh nào anh em ơi? Đúng hạn rồi. Giờ anh em góp ý rồi anh em. Giờ là hút là 6 thị tinh và đập là phun thị tinh. Giờ anh em tùy chọn thì nên dùng bên trái trước hay là dùng bên phải trước anh em? Dùng bên trái trước hay dùng bên phải trước anh em ơi? Nón khác đai anh ơi, không phải đỏ nón thì gì à. Nón 4 viên thì tin là được 25 rồi. Nón để nhật trong các món đồ mà. Cái đài nó khó hơn. Đúng rồi anh em, nên là Khải nói Khải sợ không dám chơi kiểu đó nè. Giờ là hiện tại có 8 tử và 3 lục, 3 lam. Đó, nói chung là tầm này là vừa hút và vừa ép được nè anh em. Vừa hút vừa ép được nè anh em. Phôi đây. Hút 4 thì tin, 1 lục, 1 lam, 2 viên. Ép full thì tin. Đó, ý kiến đầu tiên của Phước Nghiễn này. Hút là 4 cục tử thì tin, 1 lam, 1 lục. Đồ đâu đủ đâu, lúc giải Khải thiếu thì tin rồi anh em. Khải còn có 8 viên thôi mà. 8 viên đồ ép lần cuối. Và hút là hút thì hút, hút chỉ được 6 viên thôi. Hút chỉ được 6 viên thôi. Ok nha. Ok chốt nha. Đập phun tử. Rút 6 thì tin, 2 phúc viên. Đập phun tử. Ok chưa, ok nha anh em. Ok, đập phun tử, ok, ok. Rồi, cảm ơn em góp ý nha anh em ơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu chốt. Ok em ơi, ok em ơi, ok, ok. Rút 6 thị tinh, 2 viên mà đập phun tử, ok, ok, chốt. Vô kèo à, cố gắng cái đa trên 2 ít thôi anh em. Nói chung là Khải không cần gì nhiều anh em. Khải chỉ cần 2 ít thôi là ok, easy game. Làm gì làm 2 ít chứ đầu 18, 19 thiệt buồn lắm anh em ơi. Thiệt 18, 19 là quá buồn luôn anh em. Rồi, ok này anh em. Ok nha anh em. 8 tự đập ok chuẩn luôn anh em ơi. Rồi, tiếp tục nghe thêm thằng em Blazer một lần nữa. Ok chưa? Đó, nếu mà thành công anh em cứ lấy công thức này anh em đập thôi anh em. Thuộc tính ẩn 2, hỏa, hiện tinh 3. Ok, thị tinh vô. Ấy như thiếu tiền, đậu xanh thiếu tiền, thiếu tiền. Vô anh em ơi. Lấy này, nón này, làm một lần nữa cho chắc kèo này, hiện tinh 3, ẩn 2 hỏa. Rồi, 2 phút viên, 3 thị tinh, phần chất 8, phần chất 9 anh em, đồ tâm này cố gắng phần chất 9 anh em ơi. Cái lần này không phần chất 9 thì rất khó luôn nha anh em. Phần chất 9 giùm đi. Ôi. Ok, ok, phẩm chất 9 rồi. Rồi, phẩm chất 9. Đúng rồi, mua vào làm nhanh nhanh anh em. Đồ ép một cái đai tốt hơn cả chiều bạn anh em. Anh em cứ, anh em nào thích này nọ anh em vào anh em mua ép cho nhanh nhanh anh em. Rồi, ok. Hiện tại đã phẩm chất 9 rồi anh em ơi. Đai lưng này, không còn mà suy nghĩ rồi anh em à. Phẩm hiện tinh 3 này, phẩm chất 9 này, phun tử ok chưa, không suy nghĩ anh em, tầm này là không suy nghĩ rồi, phun tử rồi. Phun tử anh em, không suy nghĩ anh em. Từ bé, từ từ bé. Ai anh em. Trời ơi, phẩm chất 9 đẹp quá luôn anh em ơi. Hiên là trời, đâu vui đó trời. Vô. Hiên là bên. Rồi, bói. Như đây. What? 25. Oh yeah. Trời ơi, đẹp quá anh em ơi. Cảm ơn em Blazer ơi. Ok. Trời ơi, vô vô. Trời ơi, mắc dòng này cái quyết định lắm anh em ơi. Đó, thấy chưa.
Yo, Nico BB. Ok man, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em với Hải Hoan nhiều nha. Cảm ơn tất cả anh em đã comment giúp đỡ Khải nè mày. Nói chung là Khải thì Khải chưa chơi server đồ tím mà đỡ bên cầm Ado hồi lần nào, nên là Khải còn có khá là nhiều cái Khải không biết nè. Đó. Vào việc. Vô tiền. Trời ơi, bay gần 2 kill, quên bay gần 2 triệu thôi anh em, gần 2 triệu hơn quá. Rồi ok, có công thức ép đai nha anh em, công thức ép đai nha. Trời ơi, nhiều anh em giờ còn bảy tử một đại nữa chết luôn anh em, Khải full tử rồi. Hiền server hút hình tình bao, lâm phẩm chất dở cao lắm. Ok với vợ ơi, thành công. À hi hi.